À, trời ơi, ông Bụt làm gì vậy? Em dọn dẹp nhà cửa. Ông Bụt dọn dẹp nhà cửa hả? Đang dọn dẹp thế đó. Ồ, là trời, vậy thời gian dữ trời vậy đó hả ông À, Bụt? tại vì nhà này có gián trong đây nè, nó bên kia nó bỏ qua. Vậy hả? Bữa nay ông Bụt không có chạy xe hả? Không, xe bị hư rồi, đụng rồi. Đụng rồi chứ Đúng sửa rồi, xe. chứ mới là bị hư bị đụng rồi. Bị đụng rồi. Cho nên là ông Bụt bữa nay ở nhà. Rồi, dọn dẹp. Vậy Chuẩn hả? bị Dẹp ở trong hả? em ngồi trong á, chị phone trong á. Chị đi với ai vậy? Đi mình Đi mình rồi hả? hả? Đâu cần nè, bỏ thuốc lạnh đi. Đâu, mượn, mượn. Trời, đâu cần, non vuốt à, ăn sống đã lắm. Ok, này non mà. Non vuốt à, lựa 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 sơ sơ mới cắt xong bỏ vô đó. Ok. Thôi còn cái này thôi. Em bây giờ ngồi trong. Ủa, nó trong nhà hả? Đây nè. Sao nghe em nghe vậy? Đây nè, Hiệp ơi. Đi hàng tới chưa? Không gì hả? Cái này thì Thư. Ủa trời ơi, dọn dẹp ra tùm lum luôn vậy hả? Trời ơi, dọn dẹp gì, đang chuẩn bị dọn nhà đi nè. Đi đâu? Đi thành phố khác, em tính dọn xong hết mới qua vậy nè. Ủa bộ đi liền vậy sao? Đi thì nghe nói của hổm nhưng mà bộ ủa tính đi cho gấp chứ không có chờ Thư nè. Xong hết rồi chị. Xong hết rồi, còn vụ cái bịch này nó còn nằm đây rồi cái chưa này đó. Thì mùng 9 này là nó vô nó tháo cho em rồi. Ủa nó tháo là đi được, giờ đi được kiểm thì không được, được chưa? Thì chưa biết nhưng mà nó tháo rồi mà nếu chuyển đi thì lên đó mình cũng đi thì lên bác sĩ trên đó cũng được. Em trên bác sĩ lên đó. Ồ. Em nói để dọn dẹp xong hết rồi đi đi qua. Ủa rồi chừng nào, ngày nào đi? Chưa có ngày. Mà có nhà chưa? Nhà mở của ảnh. Giờ lên nhà mở ở. Nguyên tìm neo chị. Thôi lên chảnh làm neo đi. Đúng rồi. Mà hồi xưa giờ là ảnh chăm sóc một một bầy con của mợ hồi xưa giờ cái cả chục năm như đó đó. Nên có công ăn việc làm gì cũng được. Có nghề á. Nên mợ kêu đem ảnh lên đó làm rồi để bày cho ảnh làm luôn. Rồi hai chồng cho nó làm cho bà. Anh chi 64, bữa lên làm thử một ngày 400. Vậy đó. Làm thử một ngày mà vậy đó hả? Dạ, 400 mà ở vùng nào? Gọi lại gì ta gì gọi lại gì anh li, à? Li lắc li lắc li lắc dạ. Gì li lắc không nào li lắc gì? Ở đâu Hải anh ơi? Ở đâu mà Hải nó nói ủa con Hiệp nó nói gì li lắc li lắc gì vậy hả? Ở chỗ mợ mình gọi là gì anh? Clear lắc clear lắc cái vùng mà đi lên sách cái bên đi lên đúng không? Đúng rồi vậy hả? Dùng đó mùa này làm neo được chị không? Làm neo mà thấy ham lắm chị, toàn là tiếp 10 đồng 20 đồng không à. Ví dụ cái bà khách đó phải không anh Hải xuống anh Hải làm bột Hiệp làm nước thôi tay chân nước thôi tay à. Chân nước dạ thôi. Ví dụ như anh Hải ông tới cái em bày cho ổng cái ổng chà gót xong rồi ổng cắt móng xong ổng vũa xong rồi ổng bóp tay bóp chân cái em chạy tới em rỉa da cái em sơn là hai người làm nó cũng tiếp 20. Dạ, yeah, hai người làm. Đúng rồi, người cho 10 đồng. Trời hay lắm chị. Ông đàn ông mà ông bóp mạnh người ta khoái, trời người ta ơi. Cho tiền tiếp nhiều. Một ngày bóp chân, bóp tay người ta khoái lắm. Một ngày đó ông làm có chục người đó chị. Thì bà ấy. Tay chân ông mạnh mà ông bóp là khách tới ham luôn chị. Khách tới ham luôn, trời mê quá. Ở đây đi làm nail khoái nhất là massage chân, phải không? Ta bóp cho mình, hồi khoái mình cho người ta tiền tiếp nhiều. Dạ. Hay massage chân nó khỏe. Mà dăng cho nó dễ lắm chị, ai làm cũng được đó. Miễn có người làm cho nó là nó mừng rồi. Tại vì nguyên cái thành phố đó có hai tiệm nail. Khoái rồi. Trời ơi, không có tiền neo chị, đã hơn. Chị làm thấy ham thôi, giờ em quyết định là sẽ ở làm rồi. Thôi ở rồi, cái để chàng Hải em làm rồi. Cái, lâu lâu hả chị, về đây mua đồ ăn đem lên. Đâu, chiều thứ bảy tụi em về. Chiều thứ bảy tụi em về đây, chủ nhật về đây. Rồi mấy đứa học đem chở anh học luôn. Dạ, rồi ở bên nhà anh Hải thứ bảy chủ nhật. Về bển, rồi thứ hai đi làm tiếp, cứ tuần về lần vậy đó. Về thăm vú, thăm mom vậy đó. Đúng với rồi. Thăm Cali chứ thăm dưới này chứ cho nó buồn lắm. Đúng rồi, với lại giờ đây phải mua đồ ăn Việt Nam mà đem lên bỏ lên tủ đá để dành ăn. Đúng rồi, trên đó không có không Việt có Nam. Ăn Việt Mỹ không ơi. Dạ đúng rồi. Nó Mỹ không? Mà đường xá rồi em nói nó heo hút mà nó hẩm heo mà y như dưới thôn quê mình vậy đó. Thì đó cho nên mấy dùng đó làm neo rồi đó. Không hẳn nói trời em không có em dễ vậy nên đi ở. Buồn ha. Buồn lắm. Mà đi chổng xa bớt cái nó bạn bè. Đúng rồi, không có bạn bè. Cái réo mệt. Ở dưới đây không có bạn nhậu phải không? Không, ở đây hết bạn nhậu rồi. Vậy đó hả? Vậy dưới cũng đâu có ai đâu, người Mỹ không à. Thì đi về dưới đó là coi như là không có bạn nhậu vậy hết trơn. Không có luôn. Không có luôn. Cái đồ xăm phun của em anh đi đâu vậy anh làm gì vậy cái này hả cắt vô cắt cho em á đồ phun xăm bây giờ ở đâu làm có tiền là đi được rồi nghe buồn buồn vui gì hết dạ. Trời ơi làm mấy đó có tiền không vậy không làm gì giờ mợ nói nếu mà hai đứa làm được á mai mốt mợ về Việt Nam cho khách sạn nhà nghỉ mợ giao cái tiệm đó cho tụi em luôn sang luôn cho tụi em nên em ráng em làm dạ.
sang luôn, sau này có chỗ nơi làm cái đàng hoàng. Trời ơi, sang luôn sang có tiệm mình tự làm. 60 ngàn. 60 ngàn. Trời ơi, giờ hai người, hai vợ chồng làm gắn làm chừng một năm một rồi. Còn vú có tiền vú cho thì ok. Ráng làm. Quan trọng là làm cho nó quen khách. Làm cho quen khách đi. Cho mình biết cách này kia. Giống như vô trong tiệm mình làm mình thuộc hết chứ không cách làm sao vậy. Bày cho anh Hải đắp bột đắp đồ hết luôn. Chỉ có cần anh giỏi bột em quen khách đồ hết nữa là ngon rồi. Ráng đi làm chứ giờ ở dưới đây giờ khó làm quá, chứ làm gì giờ. Đúng rồi. Chạy xe gì kiểu đó lỗ tiền xăng không đi đâu. Em không cho chạy, cái bữa giờ đâu cho chạy đâu. Thôi nếu mà ngày nào mình có mấy cái nghề vậy nên đi phát triển mấy chỗ đó. Em cũng chỉ làm tay chân nước thôi chứ em cũng dám làm bột. Bột nó hôi á. Không có sao đâu, đeo khẩu trang được chưa? Làm bột tiền nhiều. Sợ nó ảnh hưởng sức khỏe đó. Đeo khẩu trang được chưa? Không sao. Nên để coi nó không hôi thì làm chứ hôi em cũng dám làm. Thì chút đó nhỉ. Ham hả chị ha? Em ham lên đó thôi, lên đó đi từ từ kiếm cái nhà nhỏ ở đó. Dễ trời ơi, vậy là trên đó nghề neo là dễ ăn được ha. Dạ. Mà đường đi với chị hẻo lánh lắm chị, đường núi rừng luôn. Thì đó là núi rừng không. Dạ. Kể đi chỗ nào làm có tiền là được rồi. Đúng rồi, trời nó nghĩ làm được rồi chị. Dạ, đó làm có tiền là được. Dạ. Đó bên này không có nhiều, hôm gài có cũng có mấy người gửi cho Hiệp ít nè. Dạ. Rồi thôi bữa nay sẵn chị ghé chị đưa luôn. Dạ. Có anh Vinh cho Hiệp 50. Dạ. Với Trần Huệ Cần cho Hiệp 100. Dạ. Với anh Nguyễn ở San Jose nè. Dạ. Cho Hiệp và ông Bục 200. Ông Bục ơi. Có người có cho tên mà còn nợ cho tiền, có nói tên ông Bục nè. Ông Bục vô đây để ông Bục cảm ơn đi. Cho Hiệp và anh Bục là 200. Có một anh này, anh Nguyễn, anh cho Hiệp và anh Bụt 200. Dạ, ok, cảm ơn anh Hiệp hả? Anh Nguyễn. Anh Nguyễn, dạ, cảm ơn anh Nguyễn nha. Để cho là có nói tên anh Bụt trong đó nữa. Dạ, ok, em cũng thật lòng xin cảm ơn anh Nguyễn. Anh Bụt của Hiệp. Anh Bụt của Hiệp. Cảm ơn anh nhiều. Anh Bụt của Hiệp. Yeah. Nghiệp từ bữa đụng xe tới giờ đâu có xe đi đâu, lấy xe em đi đó, giờ đang đợi bảo hiểm đó chị. Dạ, bảo hiểm thường. Đâu có chạy xe chạy cộ gì được nữa. Tại xe em nó bự á, chạy nó hao xăng quá. Nên đâu dám chạy xe. Lấy gì hồi nào giờ em kêu có quen lên camera cho nó hơi ngượng ngượng nha, chứ không phải là cái gì đâu. Chứ phải lại mắc cỡ rồi. Cái gì không phải lên camera của Hiệp cái anh Trần quen. Rồi. Chứ bữa này thấy nó quen. Ở mắc cỡ quen. Chị. Quen tại vì cầm cái cây mà không có quen cái chị đó. Nếu như mình cầm camera bình thường thôi thì không sao. Mình thấy là cầm thì là lạ. Nè thì cái này cái camera bình thường chứ có cái gì lạ. Lương vô giận vậy. Thấy chị chỉ vô mặt nó sợ quá. Đó này là người ta kêu là anh Bụt của Hiệp. Đó, là anh gửi cho Hiệp và anh Bụt 200. Đó. Ở đây có 3 người cho Hiệp với anh Bụt là được 350 ha. Dạ, em cảm ơn mấy anh chị cùng chung tay giúp gia đình em trong thời gian qua. Dạ, em cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi 350. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, đi của ít lòng nhiều. Dạ, cảm ơn rất nhiều nha. Anh tên gì anh bên này chị? Anh Nguyễn hả? Ở đây luôn anh. Ở San Jose luôn hả? Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều anh Nguyễn. Đấy, anh Nguyễn thấy anh Bụt bị tung xe. Anh Nguyễn phụ với anh Bụt. Anh Nguyễn này cũng hay gửi tiền hàng giúp người này người kia lắm. Dạ. Thấy trường hợp nào khổ thì gửi giúp vậy đó. Dạ. Anh Nguyễn này cũng là fan cứng. Dạ. Mấy anh fan cứng thì cứ theo dõi, thấy trường hợp nào thì gửi tiền giúp à. Chị, bữa giờ xong đó chị quay ra hiên. Em á thì nó ổn rồi thôi, mình đi lại quay thôi, chị quay ngoài. Đang làm bên kia. Đang làm cái xăng á. Vậy hả? Xăng AMB. Lâu quay cho anh làm gì? Bữa nay lâu quá trời không thấy anh nó luôn. Làm cái xăng vậy thôi. Cái xin lỗi cái ngoài làm gì xíu nha. Thôi ra dọn dẹp đi. Dọn dẹp. Anh dẹp suốt rồi, lụi đụi làm miết. Khi nào có công có chuyện, có ai cho tiền á. Thường thường giống như trường hợp nào vậy đó, ổn rồi thôi à, chị cũng không có nhận nữa. Nó có việc làm, nó có đi làm là nó sống được rồi. Dạ. Chứ mình không có cho ỷ lại. Ý là lâu quay cho mọi người biết rồi đang làm gì, cuộc sống này sao rồi này nọ vậy đó. Làm vậy thôi, vẫn làm. Thì bây giờ nói chung mấy cái người này mình giúp nè. Dạ. Tùy họ thôi, chứ mình đâu thể suốt ngày giờ mình đi theo họ, mình canh họ được, đúng không? Quan trọng là họ đi lang thang, nhưng mà khi mình hép họ, họ chịu đứng lên, họ chịu đi làm.
Chứ bây giờ nói mà họ, thí dụ họ có quay lại, họ chở con đường cũ, có việc làm không, đi làm biến là họ phải chịu thôi. Không có ai mà giúp. Giống như lúc đầu người ta giúp cho mình lúc đầu để mình có việc làm, có chỗ ở đứng lên thôi. Còn bây giờ thí dụ sau này, cho nên những cái trường hợp mà thằng giúp là thằng đâu không có bao giờ bảo đảm cái người đó mình giúp nó xong rồi nó phải nghe lời mình suốt đời. Trời ơi, thì cha mẹ họ còn không nghe lời, không nghe lời mình đúng không? Đó mà quan trọng thì mình giúp đầu cho họ có công ăn việc làm, mà sau này nếu họ lười biếng là chuyện của họ, kệ họ. Chứ bây giờ mình đâu có theo mình giữ đâu, đúng canh được hoài. Ừ đó, có cái anh gì mới ấy đó, thấy tội ổng thôi chị ha. Toàn cái level nó cao, nó đang apply cái chốt này được xích nó thành đó vậy đó hả chị. Đang rồi dọn được chỗ khác ở chưa? Ai? Dọn chỗ chưa? Chứ chị nào nó cho chỗ ở? Cuối tháng này lắm. Gì hả? Cuối tháng này. Bây giờ đang chờ cái job technician chiều nay 5 giờ biết kết quả đặng hơn. Tội nghiệp ổng hả chị ha? Ta kêu lên để gặp rồi. Ừ. Tự nhiên bị tông xe rồi vợ bỏ luôn tội nghiệp với chị. Bị tai nạn tay nó bị... Nó đúng tội luôn ha. Đẹp trai ngon lành chứ bộ. Thôi dở vậy đâu. Thì bây giờ... trường hợp đó lúc đầu mình cũng giúp vậy đi, giúp để mình biết mấy chỗ mình giới thiệu cho có công ăn việc làm. Rồi xong rồi các anh em cũng phải tự đứng có xe đi làm không chị? Có chạy xe Mercedes mà mới cáo ngon lành lắm. Ủa vậy đó hả? Nhưng mà chọc nó quá trời, nó ha 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 ha, nói không có tiền không có việc làm mà chạy xe, nói xe mượn, muốn coi giấy tờ không em cho coi nè, xe mượn. Xe mượn của bạn cũng tội không chị? Kệ, giúp cho ông có công việc làm, ông định cũng đỡ. Đó thì mình giúp cho có công việc làm thôi, rồi cũng có các nhà hảo tâm, người cũng cho chút thì cũng được vài trăm bạc vậy đó, có tiền đổ xăng. Dạ, thì giúp chứ, bước đầu vậy cũng đỡ. Chứ không có biết nhờ ai chị, ai mà nếu mà mình không có quen biết ai, biết nhờ ai đâu. Đúng rồi, đó thì giờ quan trọng mình giúp có việc làm thì họ phải tự đi làm, tự đứng lên thôi. Cũng kẹt dữ lắm rồi người ta mới tìm tới chị, đúng rồi. Chứ không phải đơn giản, cởi đáng giúp người chứ bây giờ như không mà đâu có ai muốn đưa lên tôi thất lên nghiệp hình mất đâu phải việc dễ. Làm đồ đâu, nhưng mà người ta muốn để người ta nhờ coi có ai biết cái chớp gì chỉ người ta đó. Khi nó cũng hiền rồi, cái khả năng nó đi kiếm nó không có giao tiếp rộng thành ra nó không có biết. Đúng rồi, khi người ta tìm tới chị thì người ta cũng suy nghĩ dữ lắm chứ lên màn hình vậy đâu phải sung sướng gì đâu, người ta đi gạt chi lấy 700.000 đồng 2.000 đồng làm gì, đúng không? Đúng. Bây giờ ở Mỹ này kiếm thật sự mình có việc làm á, mấy tiền cái đồng tiền nó dễ kiếm lắm, không có cần phải gạt như vậy. Cho nên đôi khi người ta không có hiểu, người ta cứ nghĩ là lừa gạt lên cộng đồng mạng để lấy vài ngàn đồng bạc. Ở Mỹ thật sự có việc làm một tháng, ai làm bèo cái gì cũng kiếm 2.000 là tỉnh bơ đó. Đúng rồi, phải đó là bèo cỡ nào cũng 2.000. Đâu có ngồi đó mà chờ xin xỏ mấy đồng bạc chi đâu, chẳng qua ta vô thế quá. Còn tại giống như Toàn thì cái trường hợp của nó tại vì nó có bằng cấp. Hôm nay làm YouTube được tiền vô chưa? Chưa chị, đang đợi, em nói đang đợi tiền vô đi ăn mừng bữa đó. nghe đâu nói là được 400 mấy á chị, 400 mấy tháng 7 em làm mới đâu được chừng nửa tháng chứ mấy. Qua tháng sau cũng nhiều hơn. Dạ. Qua tháng sau có thể kiếm cả ngàn. Dạ. Dạ. Mừng ghê chị. Nghe đâu nói mừng hả chị? Dạ. Lên mình nói chờ tao lao mình chơi vì một cái dài chục phút 20 phút cũng có cái phim. Dạ. Làm bậy bạ. Người thương ủng hộ mình, người ta coi vậy phải không? Đúng rồi, nhờ mấy anh chị bên kênh chị qua ủng hộ coi chứ em có làm được khỉ khô gì đâu mà hay ho đâu. Kệ đi, có gì quay nấy đâu, nhất thiết đâu. Dạ. Giống như mình có gì mình quay nấy, mình chia sẻ vậy thôi. Dạ. Đâu có gì đâu. Dạ. Em với anh Hải cũng học đạo rồi đó chị. Vậy đó hả? Dạ, học đạo rồi. Vô đạo rồi hả? Dạ. Bây giờ học đó, học tuần rồi nè. Làm sao đi vô nhà thờ học hay là đi vô nhà thờ xin đăng ký? Xin đăng ký xong rồi thầy mới cho học, là học từ đây tới tháng 4 mới xong cái khóa đạo. Xong là xong cái khóa đạo xong là tháng 5 là cha rửa tội làm phép cho tụi em. Xong rồi tụi em theo học giáo lý hôn nhân, giáo lý gì nữa thì theo học rồi mới làm phép cưới được. Đúng rồi. Là phải học một năm trời đó chị. Bên cái đạo con gái này khi mà mình đám cưới rồi là không được ly dị đó. Dạ. Nếu học đạo xong mình đạo tới hôn nhân á là mình đã hai người đã kết hôn là không được ly dị. Đúng rồi. Nó bây giờ phải theo học một năm đó chị, học một năm trời mới được cha rửa tội đó, chứ không phải như bên Phật mình mà con muốn quy y cái vô ghi tờ giấy cái là quy y đâu, không có. Còn đây là học là phải hiểu hết về đạo của người ta mới rửa tội cho mình đó chị, chứ không phải đơn giản đâu.
đó tụi em học rồi, quyết định học học được một tuần rồi đó chị. Vậy hả? Bởi vì thứ bảy chủ nhật phải chạy về đi học đó. Ồ, thứ bảy chủ nhật học hai ngày. Dạ, chạy đi học hai ngày đó. Còn chương trình là quá chị xạ chị xong rồi đó. Xong hết rồi chị, khỏe ra luôn. Còn chị tóc không có rụng phải không chị? Ít lắm, rụng ít lắm, rụng từng chút xíu vậy thôi. Tại không vì chắc người ta vô cái chất ít, dạ. Ít nó không có mạnh cái liều. Em cũng hợp thuốc chị. Ừ, với cái liều thuốc người ta vô nhẹ đó chứ. Mấy mà... người đi chung với em á chị làm á, cạo đầu đỡ nó luôn không à. Những cái người ta nặng, người ta vô rồi thuốc nặng. Mà sao em đỡ ghê luôn á, thấy em là tỉnh nhất luôn á chị. Mà bác sĩ hỏi em mấy cái thuốc đưa cho em uống đồ này nọ, em có uống không không? Thuốc chống ói, thuốc say sẩm, thuốc buồn nôn, em không uống gì hết. Này không có ói thì không có bị gì hết, lấy đâu uống. Bác sĩ cũng ngạc nhiên, cũng ép em uống nữa chị, kêu không sao đâu, không muốn ói cũng uống viên buổi sáng đi, không uống ói sao uống. Bác sĩ cũng ép em uống nữa mà em không uống. Dạ. Chắc em ăn uống bình thường rồi cơ thể nó mạnh. Đó em chịu thuốc, chịu hợp ghê luôn chị, nên em không có bị gì hết á. Hay ghê. Em chỉ có mệt xíu rồi xong á. Mệt chút rồi em nằm nghỉ chút là em hết à. Em vậy em ăn như heo vậy. Vậy vậy nó phải. Chút đói ăn hoài vậy. Từ lúc đi xà chỉ giờ lên 15 pound. Wow. Có ai giống em không trời. Thì cái trong nguyên một cái mấy người làm chung ai giống em á. Ai người ta cũng ôm nhơ, cũng nhắc đi còn không nổi nữa. Em đi sống sống vậy. Dạ, nhiều khi cái người ta nó nặng, tùy theo trường hợp. Nặng rồi nó vô liều thuốc, mà liều thuốc mạnh quá thì nó giật nhiều hơn. Còn khi liều thuốc của em nhẹ, dạ, nhẹ hơn. Em may mắn đủ chị. Anh ơi, anh đi đón con rồi, đi trễ giờ anh ơi. Trễ giờ không được đâu, chạy đi đón con luôn anh. Giờ là dọn nhà đồ này kia là có một bột làm chân sướng quá anh. Trời, anh làm hết cho em mệt lắm. Nhiều khi em ngồi em nấu ăn mà em phải lấy cái ghế em ngồi. Em ngồi em nấu xong em vô em nằm thở em đã rồi mới ăn nổi. Trời, có cắt cái rau cần qua nó nhuốt kìa. Vậy đó hả chị? Ăn sống lại. Dạ. Giống mấy gì kia nha. Ừ, đi đi. Rau cần nó ăn sống đã. Em xào sơ lên em ăn. Thôi đừng xào, ăn sống. Vậy hả? Ăn sống được luôn xào hả? Xào nó dai nhất à. Vậy hả? Ăn sống thơm ngon lắm. Vậy giòn. Hả? Ừ. Dạ. Chị ăn sống còn mà xào dai nhất. Em cũng ghiền rau cần lắm. Lâu lâu em phải về nhà má nãy em cắt mớ qua em ăn. Bởi cũng có chồng á chị. Dạ. Ây da, ổn định lên đó, cho nó ổn định chưa? Chủ nhật thứ bảy về thăm chị. Thứ dạ. Bảy chủ nhật tuần nào cũng chạy về. Dạ, tuần nào cũng chạy về. Thì 3 tiếng, chạy lên rồi xuống 3 tiếng. Dạ. Có anh chạy cũng đỡ. Dạ. Nghiệp ổng ghê. Dạ, có ổng lo. Chồng cũng ổng, ngoài ổng có gì cũng ổng trơn chị ơi. Thì kiếp trước chắc mắc nợ em đâu 80 kiếp chồng đó chị. Tội ghê. Kiếp này trả. Dạ. Em chỉ có việc nấu ăn thôi, còn ngoài ra nấu ăn là thôi. Nằm nó đi anh làm hết, không làm gì hết trơn. Tại vì anh nấu ăn được mà anh không có biết nấu nhiều cái món em ăn anh không biết nấu. Anh chỉ biết chiên trứng hay là gì, hay là luộc hay là gì thôi, hay là kho thịt gà thì được. Nhưng mà làm đi nấu canh này, canh kia, làm này nó không biết nên em phải nấu. Mà em nấu thì em ra bắt cái ghế em ngồi. Anh rửa hết rồi bỏ anh đó em ngồi em nấu thôi. Như người ta làm sẵn mình chỉ ngồi nấu một bữa. Cái vụ mà mình làm sẵn mấy cái đồ mới cực á, còn nấu với anh em nếm một bữa rồi. Dạ. Thì đó em chỉ phụ được vậy thôi chứ em làm gì em cũng mệt. Ráng thôi, ráng. Thế vậy là cũng ổn rồi, coi như là ổn rồi. Dạ. Chích chemo xong hết rồi. Dạ. Đó rồi bao nhiêu lâu người ta mới kêu mình tái khám lại? Bây giờ cũng chưa biết nữa chị, chưa nghe nói, không biết làm sao, không biết. Hình như là hai mấy này là gặp lại bác sĩ cho em nè chị. Dạ. Bác sĩ mổ hả? Dạ. Rồi cái ống đó thì chưa có ngày gỡ. Cái ống này thì mấy ngày nữa, ngày mùng 3 tháng 9 là đi gỡ nè. Đi gỡ dạ. Gỡ thử coi đáng dạ, sao đó. Dạ, đi gỡ thử coi có phiêu lại chưa được chưa đó. Gỡ thử coi giờ mình có cảm giác là mình đi tiểu nó thông chưa. Dạ. Chị bảo hiểm mình trên lên đó mình vẫn đi bác sĩ được đúng không? Được, bình thường má. Vậy để em gọi trên lên đó tìm bác sĩ cho nó dễ chứ đi lên đi xuống cực. Đâu có chạy xuống tới đây làm chi. Dạ. Mình lên mình ở trên đó thì mình đổi bác sĩ cho nó cũng được. Dạ. Không có ảnh hưởng gì tới bảo hiểm hả chị hả? Đâu có ảnh hưởng gì đâu, Medicare mà. Medicare. Đi tới đâu xài tới đó thôi. Vậy để nó cũng trên. Còn cùng với Cali. Tiểu bang Cali mà. Dạ. Vậy nó cũng dễ, em sợ đổi đi nữa mất công nó trục trặc gì nó cắt cái chắc em chết luôn á. Không cắt. Dạ. Dạ, lên đó làm được thời gian là ngon lành rồi. Nếu mà làm ăn được là người ta lập nghiệp ở đó luôn. Dạ, dạ. Nếu làm được thì tụi em ở trên đó luôn, không có về để ở nữa. Mà lên đó thấy cuộc sống nó bình yên lắm chị. Dạ, xe cộ rồi đi ra nó yên ổn, nó không có ồn ào náo nhiệt như đây đâu. Dạ, dạ thấy cuộc sống hay lắm. Chắc cái đường đi cũng gần gần trên Lít Tha Hồ rồi đó. Gần đó chị. Dạ. Em ráng em lên em ở em làm chứ rồi. Chị xem mấy tiếng? 3 tiếng đó chị. 3 tiếng giờ gần cái Tha Hồ đó. Dạ. Núi đồi núi rồi. Núi không à? À hả? Dạ.
Lên đó cho anh Hải ông theo nghề luôn cho ông giỏi. Mà ở đó thì làm cho Mỹ không, đâu có Á Đông đâu, phải không? Không, không có Á Đông. Mỹ không? Mỹ đen, Mỹ trắng, Mễ không à. Dạ. Yeah. Làm vui lắm chị. Vô cái là tấp nập công việc, làm tới tối về vậy đó. Mà anh ai nấy làm là miết tới tối về. Lo công việc rồi tối cái về nhà cái ăn ngủ thôi. Có thợ đông không? Không, có mình thợ, mợ em với một ông nữa. Ồ vậy đó hả? Không có thợ làm đâu chị, trên đó có ai làm hết á. Ờ, hàng chi khách đông hả? Quý lắm, quý thợ lắm chị, không có thợ làm đâu. Wow. Ừ, không có ai lên đó làm đâu. Nên giờ tụi em đến ở với mợ em làm luôn. Yeah. Chứ mà đông đúc thợ rồi như đây chắc làm cũng không nổi đâu. Ở đây thợ đông đúc, khách vô ngồi chờ rồi phải thích thên với nhau. Dạ. Tới lượt mình mới được làm rồi vậy. Nhanh giật đồ mệt mỏi. Khách dạ. Mà hồi lúc em làm ở trên Mibitat đó chị, tiếp làm có 2 đồng, 3 đồng, ít nhất 5 đồng vậy thôi. Trời ơi, chắc cả tháng chờ mới được người tiếp 10 đồng. Dạ. Mà nguyên trong tiệm là khách vậy không á nha. Ở trên đó hả, khách tiếp 10 đồng, 20 không á chị. Dạ. Làm mà thấy bê với sợ luôn. Dạ. Sướng sợ mình làm đã với sợ luôn chị. Tại mấy vùng đó không có Mỹ với Mỹ rồi người ta, người nước ngoài người ta cho tiền tiếp nhiều. Dạ. Làm tới hai mà gặp anh Bụt, ổng nói chuyện vừa được á chị, ổng nói vui á, mấy bà khoái ngồi cười te tét kia chị. Làm à, làm ngon không ngon gì mất kệ, miễn sao nói chuyện vui là được rồi. Ổng ngồi nói chuyện te tét kia cười vui lắm. Coi như là ổng chà chân, ổng bóp chân cho người ta rồi hiệp thì lại cắt da đi sơn. Dạ. Khách vô một cái là ổng tới ổng cắt móng, xong rồi ổng chà chân, xong rồi ổng bát phơ sạch sẽ hết, rồi ổng bóp massage, chà đã nóng đồ xong hết. Rồi em tới em rỉa da em sơ. Rồi sao? Dễ coi chị. Mà rỉa da đây rỉa sơ sơ à, đâu giống Việt Nam mà cắt cho sâu rồi lấy khóe gì đâu. Làm néo đây khỏe lắm. Đúng rồi. Chị trong quá trình mà ảnh sủi da lên, ảnh bát phơ là đã sạch hết rồi. Em tới em ấy sơ sơ cái em sơn thôi à. Dạ. Nên hai đứa làm rẹt rẹt nhanh lắm. Ổng làm xong tới em sơn, sơn ổng bắt khách khác, ổng làm tiếp tới em chạy tới em sơn, làm vậy chút xíu, 10 khách chút xíu siêu. Tại vì hai người làm, người làm này, người làm kia nhanh. Mà em thì bà chiên bột, bà ngồi trên bàn bà làm bột không à. Còn ông kia thì cũng phụ tay chiên nước. Ông kia cũng cũng đâu biết gì đâu mà vô mở em bày làm rồi tới giờ cũng giỏi rồi đó. Mới bên Việt Nam qua luôn. Bà không có thợ làm, bà bắt cóc vô làm. Bà kêu bà gần nhà bà kêu qua tao bày cho làm, bà bày cho làm mấy tháng nay giờ thành giỏi luôn chị. Không có thợ mình mà cần mà tới dậy luôn á. Okay. Okay. Nó làm sống em nghĩ sau này ở trên đó chắc ok ấy chị. Dạ. Chị ở trên đó được. Dạ. Nhà rẻ rồi đó, mình dễ mua nhà nữa. Dạ. Chị mà nếu như em mà mua nhà thì sao? Bị mắc bảo hiểm không? À, thì phủ là phải nghèo. Bởi vậy. Thôi thà nghèo. Bởi bên Mỹ một là nghèo, nghèo tới luôn. À, hai thì là giàu. Dạ. Tại vì giàu dữ lắm á, mình mới mua bảo hiểm, mua tất cả được. Còn kiểu chung trung bình á, chung trung bình mình cũng không có được xin của chính phủ. Cho nên phải mua bảo hiểm, mắc lắm, mắc rất là mắc. Mà em, cái bệnh của em mới biết nó tái phát lúc nào. Mua bảo hiểm điên luôn, khùng luôn. Dạ. Thí dụ như mua bảo hiểm mà mình có mình cỡ cả ngày 700-800 tháng. Bởi vậy tiền nhưng đâu mà đóng. Bảo hiểm này mà để chị mà nó cover hết cái bệnh của mình cái gì là một tháng khoảng ít nhất 700. Trời ơi, tiền đâu đóng cho nổi. Yeah. Ráng giữ cái bảo hiểm. Cho nên cái Medicare của chính phủ thì mình xài được thì tiện. Nhưng mà mình, nếu mình đi làm mình có income khai thế là mình hút cái mức mà để xin Medicare là nó sẽ cắt mình. Dạ. Bởi vậy em ráng giữ cái đó chứ không mất công, mua bảo hiểm mệt. Ờ, chút chị lấy bánh trung thu về ăn, người ta mới cho em hộp. Thôi để dành ăn đi. Trời ơi, em có ăn ngọt đâu. Để cho mà bánh ngon cho lắm. Hồi nãy em bẻ đằng cái ngon ghê. Chị cũng sợ ngọt gần chết. Đem về cho ông gì đó, Alex em ăn. Alex ăn. Ông hay ăn giặt á. Bánh ngon lắm chị, nãy em bẻ đằng cái em cắn thử miếng ngon ghê. Dễ quẹo mà. Ây da, sắp đi rồi cũng rầu nhưng mà ở đây riết nó cũng quen á chị. Gì? Buồn thôi, đi buồn. Làm có tiền mà rầu gì. Đi lên nó buồn á. Ở đây nó cũng quen á chị. Ở đây cũng quen, giống như mình ở cái chỗ nào biết mình cũng quen vậy thôi. Dạ. Đi thì buồn. Dạ. Nhớ, đi thì cũng buồn. Đi cũng buồn. Rồi kệ đi, chỗ nào làm có tiền được rồi. Dạ. Chứ bây giờ ở đây thì đâu có làm gì đâu. Dạ. Giờ đi làm hãng, làm xưởng thì chưa có sức khỏe để đi. Đi nổi. Còn nếu lên làm neo mà làm cho người nhà đó thì mình muốn mệt thì mình nghỉ vậy. Dạ. Cũng khỏe. Chủ yếu là cho anh Hải em làm thôi, em nằm em nghỉ. Chừng nào cắt da rồi em tới em cắt em sơn vậy thôi. Chứ chủ yếu là cho anh làm chứ em không có làm nhiều. Em nghỉ ngơi chứ không có sức làm nhiều. Được có cái ổng tội nghiệp, chị chịu làm lắm chị. Lên bày làm cái làm rẹt 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 làm làm hết thấy thương lắm chị ơi. Chịu làm, chịu làm lắm chị.
Thấy tội nghiệp chứ đàn ông mà dễ gì mà hướng người ta được vậy đâu chị. Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp ổng ghê, thương dễ sợ. Dạ. Lo lắm. Đòi đi xin làm trong mấy cái taxi đồ này nọ. Vòng vòng đây nè. Mà em nói trời thôi anh ơi, em giấy tờ không có, làm ta ép đủ thứ hết á. Thôi đi làm nghề nam. Dạ, thôi em có người thôi em đi theo, dắt theo làm đi cho nó ổn định cho rồi. Làm cái quen rồi mê thôi chứ gì đâu. Mà ông cũng mê thiệt, lên ông thấy ông làm ông mê lắm. Ông mê mà ông vui vẻ lắm, tại vì có người ra người vô làm nói chuyện cả ngày á chị. Khoái lắm, vui lắm. Dạ. Đi cái tuần chạy về lần mua đồ ăn rồi đem lên. Ở trên đó đi chợ Việt Nam được thì chắc không có rồi. Dạ chắc không có đâu chị. Dạ. Không biết nó có tha gẹt đồ như dưới đây không thì có, em có biết. Chứ chợ Mỹ là thì đầy, nhưng mà ý nó chợ Việt Nam á là không có. Hình như không có bán nước mắm thì bữa em lên mợ em kêu mua giùm mợ em chai nước mắm. Đúng rồi, nói chỗ đâu có chợ Việt Nam thì làm sao có nước mắm. Vậy chắc vậy có quá à. Thì đi lên phải đem lên cái đồ gì mình thích ăn đó, nước mắm gì đó. Dạ. Rồi cá gì đó đem lên bỏ vô tủ đá. Dạ, chắc vậy. Chứ lên nó chợ Mỹ rồi nó chỉ bán mấy cá sai mình, cá này cá kia nó chỉ thẻo ra thôi, còn không có giống cá Việt Nam mình ở đây. Chắc nó ăn cá phi lê rồi thôi chị ha. Đó. Còn muốn ăn cá Việt Nam rồi thì mua đem lên để vô tủ đá. Dạ. Rồi mình ăn trong tuần đó mình chạy về thì mình mua nữa. Dạ. Hoặc về thay kho, kho lên một nồi bưng lên. Dạ. Mà giờ em cũng cử ăn rồi, giờ em ăn rau ăn cỏ đâu bớt rồi nên em cũng ít ăn cá ăn thịt. Dạ. Cá được chứ đừng ăn thịt nhiều thôi. Giờ ăn cá ăn rau kia ăn bớt cho nó sống lâu được chút. Dạ. Em có chuyện gì chắc bụng cũng chết luôn, tội nghiệp ổng. Bữa giờ đỡ, bữa giờ tội nghiệp nói đâu nghe đó. Sợ dạ. Sợ em buồn chết sớm không à? Nghĩ là vui vẻ rồi. Dạ. Rồi, thôi đi về. Dạ, thôi em về lễ vậy? Ừ, để cho đi làm gì làm đi. Chị, thôi em cũng... Ngồi lâu rồi. Không có làm gì đâu, gì đâu, không làm gì đâu. Chị để em cảm ơn chị cái nè chị, hồi từ lúc đầu giờ em cảm ơn anh chị theo giúp đỡ cho vợ chồng em nha. Với bây lại giờ gần đây rồi, cảm ơn em cảm ơn chị, em cảm ơn anh Don rất là nhiều. Từ lúc mà anh chị tới giúp em đó thì thật sự mà không có anh chị tới giúp em thì trong cái thời gian qua thật sự là em đuối luôn á. Có cũng nhiều mạnh thường quân khác thì từ chị đó thì bắt đầu là từ chút chị tới chị quay em nè, rồi rồi mấy anh chị em mới biết rồi tới giúp đỡ em trong cái thời gian qua em mổ xẻ nè. Mà trước tiên là cảm ơn anh chị trước nè, anh chị đến giúp em đúng lúc rồi đúng ngay lúc mà em đang cần sự giúp đỡ của anh chị, mà cho tới ngày hôm nay em mới được như vậy. Thì em cũng sắp đi lên trên kia ở rồi, đáng lý ra là em dọn xong nhà em qua nhà anh chị á chứ. Em qua nhà anh chị để nói lời cảm ơn anh chị một tiếng, dù sao thì anh chị cũng là người ơn của em. Thì thôi thì em đi, nhưng mà thứ bảy chủ nhật em cũng về rảnh rỗi cũng ghé thăm anh chị mà. Dạ thì em cũng mong từng gian lận mà đâu dạ. Coi như cũng đâu có xa xôi gì đâu. Dạ phải không? Dạ em cũng cảm ơn chị nhiều lắm chị. Rất là cảm ơn chị. Em rất là cảm ơn chị. Thì cũng hay nhắc anh nhỉ, em nhắc em hoài à. Nói cô ơn chị với anh Don quá trời luôn. Ơn nghĩa gì đâu trời. Chứ cái này có ơn cái thôi đâu có ơn nghĩa gì. Có cái này là coi như là hoạn nạn giúp có chị em mới biết được thiệt. Em mới giúp được, em mới giúp đỡ được, có người làm giúp người kia. Thì trời từ chị sang tạo người khác em mới biết hết cho những người mà hiểu biết cái gì á. Dạ. Thôi bây giờ thì hai người về chển rồi chúc cho hai người làm ăn phát đại phát đạt. Dạ, rồi okay. Cảm ơn chị và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả anh chị em trên mạng cộng đồng. Cảm ơn anh Nguyễn nha. Thật lòng cảm ơn anh Nguyễn giúp em một số tiền nó không lớn cũng không nhỏ, nhưng mà đối với em thì cái đó là rất là còn quan trọng đối với em. Vợ chồng em đã... em cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều. Gì con? Trời ơi, cái bây giờ nó đeo, ba kìa. Cái nó đeo à? Rồi nó dắt anh đi đâu vậy? Chắc dắt tìm con chó cho nó đó. Rồi đeo chó hả? Mà coi cái đầu nó coi. Ok, để lát con gì bà lấy ha. Ok.
Ok rồi thôi vậy đi lấy gì cho con. À, anh ba con có ông bắt cho nó chơi chứ. Dạ, con nó sớt cái đầu đó. Tiêu rồi, cái đầu tiêu rồi. Rồi, ok, dạ. Thôi vậy đi, rồi đi chảnh thì lâu lâu thì một tuần vậy một lần. Rồi dạ. Có gì, có dịp rảnh thì gặp nhau nữa, chứ dạ. Đâu có đi dạ. Dạ, em cảm ơn tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng. Trong thời gian qua đã đồng hành cùng em, an ủi, động viên, đóng góp cho em những lời... bình luận hay, em cũng có được cái tinh thần tốt để mà em chữa bệnh trong thời gian qua. Thì bây giờ cái liệu trình chữa bệnh của em nó cũng xong rồi, thì em cũng còn khỏe mạnh lắm. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều, em thành thật mang ơn mọi người rất là nhiều. Em chúc mọi người có một sức khỏe tốt nha. Dạ, em chào mọi người ạ. Dạ, ok rồi. Dạ. Thôi thì chị cũng chúc em với anh Hải đi lên đó làm ăn rồi mọi sự đều tốt đẹp. Dạ. Rồi hai người hạnh phúc. Dạ. Rồi sức khỏe ha, quan trọng là sức khỏe trước, mình phải thích khe cái sức khỏe nữa. Dạ. Làm thì làm nhưng mà mình cũng phải cẩn thận cái sức khỏe mình trước. Dạ. Cho mình ổn hết, khỏe hết hoàn toàn thì lúc đó mình Trời ơi, chị ơi, chị cái mà chị tới chị giúp em là cái một chuyện là chị giúp bình thường thôi, nhưng mà nhờ chị em mới có được ông Bục á. Nhờ chị em mới có được ông Bục á chị. Trời ơi, có ông Bục là giống như là cuộc đời em như là thay đổi luôn á. Chứ giờ hỏi chị, chứ giờ nói đơn giản thôi, bây giờ em bệnh ung thư, em cắt hết tử cung rồi, dục hết rồi, em hỏi chị ai mà dám đến với em. Đã vậy còn hai đứa con nữa. Nghĩ là cả cuộc đời này cũng không ai đến với em hết á, cũng không có một người đàn ông nào mà có thể mà chấp nhận mà đến với một người như vậy. Mà từ cái kênh của chị mà anh biết rồi anh đến với em, bây giờ anh thương, anh lo lắng, anh chăm sóc hai mẹ con, ba mẹ con em á, cưng thương yêu ghê lắm chị ơi. Cho nên em thấy trời ơi, giống như là hả, ông tiên ông Bục trên cuộc đời này luôn, chứ không phải là một người bình thường nữa chị. Hai người phía trước có duyên có nợ đó. Thì mà cái cũng gì? Từ chỗ chị đó trời, nếu mà chị không quay lên được, ông có biết đâu mà ông tìm tới em. Cái gì cũng có duyên vậy. Nợ với nhau mới tìm tới nhau được chứ. Dạ, cũng mang ơn anh chị rất là nhiều luôn á. Tuy là công việc của chị chỉ giúp đỡ mọi người hàng ngày vậy thôi, nhưng mà đối với em là cả một cái ơn rất là lớn đối với em luôn. Em cái ơn, em cảm ơn anh chị rất rất là nhiều luôn. Em cũng chúc cho anh chị có sức khỏe để làm việc hàng ngày, để giúp cho mọi người như vậy. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dạ. Rồi thì về chợn thì cũng thỉnh thoảng cũng quay YouTube vậy cho bà con coi. Dạ. Rồi bây giờ là quay YouTube thì cứ mỗi ngày anh Don nói là cái wifi bên đây Hiệp bỏ cái video rất là lâu, đúng trời, không? Đúng rồi, mấy tiếng cho luôn. Cho nên ổng nói khi mà Hiệp bỏ vô, Hiệp nhắn tin kêu anh Don chỉnh quảng cáo. Dạ. Mà ổng nói chờ hoài tới sáng cái video nó còn chưa xong nên sao chỉnh quảng cáo. Dạ. Tại wifi ở nhà hả? Wifi ở nhà, mà hình như cái chỗ mà hôm bữa chị chỉnh vô cho em mà mình tắt điện thoại là nó tắt luôn á, hình như nó bị mắc cái đó rồi sao, mỗi lần tắt điện thoại nó tắt luôn nên nó không có ấy á, chị chỉnh lại cho em đi. Nó còn ở đó chứ không có tắt luôn. Giống như là chị vô cái chỗ cài đặt á, chị chỉnh cái chỗ nào mà mình khi mình tắt điện thoại nó vẫn ấy phim á. Nào, đây nè, âm cảm ứng nè, độ sáng nè, màn hình độ sáng nè. Vậy hả? Em thấy không? Là nó vẫn còn hả chị? Em chỉnh chữ Việt mà. Ủa? Đây, em kéo lên đây nè, màn hình độ sáng nè. Rồi xong nè, cái em để là tự động, em có để rồi, tự động khóa hả? Đây nè, em tự động khóa em để không rồi mà. Vậy hả? Là coi như để gì hoài nè. Vậy sao update gì mà lâu dữ vậy trời? Wifi chậm. Trời bây giờ nếu như mà em muốn làm YouTube á, em phải tự làm một cái wifi riêng. Vậy đó. Em phải tự gắn một cái wifi ở trong nhà cái để cho nó mạnh. Chị là chị gắn một cái wifi internet để chị làm việc của chị đó là mấy trăm đồng đó, riêng mình anh chị xài đó. Trời, em làm chơi chơi thôi nên đâu có dám đầu tư gì đâu, với lại không có tiền đâu mà đầu tư chị. Nó nói mua cái cục này hoài mà hỏi tới 300-400 đâu có tiền đâu có mua. Đâu có, trăm mấy 200. Nên cũng đâu dám mua đâu. Còn cái ở trong nhà là chị hai đường wifi đó, một đường cho cả nhà xài còn một đường là chị xài riêng một cái cho YouTube. Đúng thôi, khi mình upload mấy cái video lên mà nó yếu quá nó đâu có đi nổi đâu. Chị làm nhiều chị làm được, em làm ít rồi thôi kệ, chịu khó đi chứ tiền đâu đầu tư. Mai mốt em đi lên kia thì nhà cũng có wifi mà. Có chắc cho nó mạnh á. Có wifi thì tùy theo ở nhà mở wifi theo. Dạ. Tại vì mỗi video của Hiệp hình như cũng là 30-30 phút đúng không? Dạ. Thì wifi phải mạnh đó. Dạ. Nó mới đi nhanh được, còn thôi là nó đi có khi 3-4 tiếng chưa xong nữa. Dạ. Thấy không? Anh Hải ông mới xin cái laptop của mợ về để chỉnh quảng cáo đó chị, mà nó cũng bị hư rồi đem đi sửa rồi. Cái nhà cũng bị hư rồi đi xin cái giờ rốt cuộc cũng bị hư đem đi sửa rồi. Ông nói để anh chỉnh.
em phải cài trong cái laptop, cái computer mới chỉnh quảng cáo được. Đúng rồi. Còn cái điện thoại không chỉnh quảng cáo được. Dạ. Cho nên that's why khi bên đây upload xong thì nghe nhắn tin kêu nên chỉnh quảng cáo. Mà ông nói trời ơi, nó có khi tới sáng cái video nó còn chưa lên được. Mà em không có biết nhìn sao lúc chị? Nào xong, lúc nào không hết đó chị, em ngu dữ trời. Nó xong hết là em coi nó nhảy cái video, cái chỗ mình bỏ vô là nó có video trên đó rồi. Vậy còn hả? Lúc nó chưa xong á là nó còn nhảy cái màu xanh nó chạy từ từ á. Vậy đó hả? Em không biết chị, em còn không ngu ghê luôn. Vậy hả? Em chưa biết nhìn nhận phân biệt là cái nào nó xong, cái nào nó chưa, nên em mở lên cái là em nói cho người ta biết. Chậm lắm. Cái vậy wifi đó. Em xài nó chậm, trừ khi mà riêng một cái wifi em làm cho YouTube á. Dạ. Mà nếu em lên trên đó ở dạ. mà nó yếu á thì dạ. em phải mở riêng cái wifi cho em xài dạ. thôi. Dạ. Để thì, em lên đó em coi sao. Ừ thì dạ. nó mới mạnh được chứ dạ. còn thôi mà. Giống như wifi mở trong nhà mà người ta mở theo cái bình thường nó chậm chậm đó thì mình làm được lâu á. Upload một cái video lên á thì 3-4 tiếng, 4-5 tiếng. Lúc trước chị làm vậy đó rồi chậm đâu có chịu được. Xài cả trong nhà. Cho nên sau này mở riêng một cái mà mạnh lắm nó quay dục dục thôi. Anh bánh trung thu đâu rồi, đưa em hai cái, đưa chị Hằng. Ôi chị Hằng có xài cái này không? Hả? Làm một cái cắt tay đi. Cái gì anh? Vô chợ thôi, không biết cái gì mà. Không không, cái đó đem về Việt Nam mài, cái đó bằng kìm hư. Kìm hư. Kìm hư đem về Việt Nam mài. Ở đây có bán trơn á. Gì ở đây có mài? Ai mài? Trời ơi, đi lại mấy cái tiệm bán đồ, cái tiệm chỗ center á. Ủa vậy hả chị? Bán mấy cái đồ làm nail, dụng cụ làm nail đó. Mà em sợ mất, em tính 21 giờ gom giờ đem Việt Nam mài đó. Đem lại đó người ta mài. Hồi bữa em làm nail trên Bitat á, người ta bỏ kìm em xin. Em xin hết cái kìm người ta bỏ, em để dành đem về Việt Nam mài. Ở đây chị thấy chỗ kia có mài. Vậy hả? Mà đưa chị hai cái bánh dẻo ngon lắm chị. Lấy hai cái về dạ. cho Alex. Cho Alex, ổng hay thích ăn ngọt á. Dạ. Bánh dẻo ngon lắm. Có cái ông đó ổng ăn giặt thôi. Dạ. Rồi thôi chị đi về nha. Dạ chị về, rồi. Em cũng đi công chuyện với Mục đây. Bye bye. Dạ, bye bye chị, bye bye cả nhà. Dạ. Trời ơi, chị ơi, ổng là fan cứng của chị, em vậy nói chị ổng mở cả đêm. Ủa vậy luôn hả? Trời ơi, lúc nào ông cũng mở chị hết trơn. Ông nói gì, ông biết phải làm gì luôn á. Cái gì mà gặp tôi lúc đó, chị nhỏ. Gặp chị quá lúc tôi được. Ông Bột cũng hẹp đó mọi người. Bất cả lắm. Bữa nay ông Bột cũng hẹp mà. Dạ. Ông Bột cũng hẹp mà. Ai cũng biết hết á, bữa nay anh nổi tiếng lắm á, anh nổi tiếng hơn em nữa đó. Gặp chị lúc túng giờ, không biết đỡ ngại luôn. Chị biết không, ổng đi lên xe ổng cũng mở của chị ổng để miết như vậy, ổng ngủ ổng cũng mở tivi ổng để miết như nghe vậy đó. Sao nghe em mắc cười ổng ghê á, đứa nào nó giữ lời, đứa nào nó không giữ lời mình nghe để mình phán đoán cái người đi như thế nào. Như ổng theo dõi không có ông lỗi ổng mới hiểu ai, còn nhiều người lâu lâu người ta chọt vô coi cái người ta không hiểu ở trong cái câu chuyện. Cái câu chuyện mình coi phải hiểu với người đó đi đến đâu và làm gì làm gì làm gì mình biết từ giai đoạn từ khúc này rồi. Ổng không có sót một clip nào của chị hết đó thì nhiều người vậy. Còn thí dụ những cái bình luận đôi khi người ta không có hiểu, giống như lâu lâu người ta nhảy cho người ta coi một cái thì người ta đâu có hiểu cái kia đó làm sao. Chị biết thậm chí tới mức mà một cái clip của chị phải không, ông mở một ngày mấy lần mà em nghe mà em thuộc luôn á. Em nói em lại anh, ông nói chưa có clip mới. Như cái anh gì mà mới vừa cho cái cái gì mà tên Toàn không? Coi được 3 clip là nhận xác cái người đó như thế nào mình biết. Cái người đó là đã làm đàng hoàng, ta bị đụng xe, bị sự đình không có tiền. Rồi cộng mấy cộng đồng giúp đỡ, số tiền, có vô ở, xong rồi đi kiếm việc làm. Rồi thấy người ta cũng vô, người ta kỹ việc làm. Mà quá tận tình đi. Rồi anh nó thấy như vậy, không biết có làm hay không biết. Đối với mình thì sau hồi đó thì em có làm chuyện nó qua. Có đi làm cũng 7-11 như đó, cũng cực khổ lắm. Thì giờ chiều nay á là có cái interview cái chớp mà Thích Nhất Sình á, cái chớp nó lương cao 3 mấy lần rồi. Mình với ổng cầu trong đậu. Cũng hy vọng chiều nay 5 giờ nó lên nó gặp ông manager nhận. Dạ, nó. Dạ. Tại vì interview hôm qua rồi ở trên mạng. Rồi ổng nói là ông manager nói là có 2 thằng để chọn lận. Cho nên là chiều nay 5 giờ là nó với cái thằng kia lên. Có thể lên rồi người ta sẽ coi cái thằng nào mà trong cái việc làm nó thử cái thằng nào thông minh hơn. Hay là người ta nhìn coi thằng nào ta có thiện cảm hơn. Cầu cho ổng đậu thôi chị, cho ổng đậu ăn mừng á chị. Ừ thì cũng hy vọng giá cho nó được dạ. cái đó. Trời. Tại vì đó thì nó nghĩ là xứng với cái dạ. cái học của nó. Còn mấy cái chỗ mướn ghẻ thì nó làm nó cảm thấy nó tự ái. Đúng nó. Rồi, không có đúng cái sức lực của anh, công sức ăn học biết bao nhiêu. Cầu cho anh đậu. Cái giái tội nghiệp đó là cái giái cho được. Nhưng mà chớp này không được thì cũng còn cái chớp 20 mấy đồng kia nhận được, nhận rồi. Vậy đó. Còn cái chớp này thì hy vọng được nhất là cái chớp này. Dạ. Nhưng cái chớp kia rồi, em thấy anh có làm không chị?
cái chớp kia là chả ghiền, cái này là nó kêu ghiền á. Nói gắt lại, nói gắt lại, nó có anh thích chuyện của nó, gắt lại đi. Nói nhẹ, trời ơi, nó mơ gì không mơ, nó tự lại không. Một cái phim mà mẹ em coi mấy lần, từ từ người ta bỏ cái mới nó được coi gì mà đặc vậy. Ổng cứ mở để đó, chị Hằng nói chuyện, thích bánh nói chuyện. Chị Hằng nói chuyện rất là, có cái khúc chuyện của nó hay, rất là hay. Chứ không phải là nó giỡn. Có đâu, khi nói thì viết nghe cũng mệt chết luôn. Bây giờ giống như giờ ông nội Alex đi. Dạ. Ổng đi ra làm vườn, mình muốn quay cái phim ổng cho mọi người coi cũng rất là cực. Tại ổng không có nói chuyện. Rồi giờ ổng đã tôi ra cái tôi cứ quay gì lên hình đúng không? Thì anh biết sao, tại vì tôi cứ sầm lên, tôi chọc ổng, tôi hỏi cái này hỏi kia thì ổng mới chịu trả lời, mỗi khi hỏi ổng còn trả lời nữa hiểu nhớ không? Đó, rồi có nhiều người nói chị Hằng không để cho Alex làm đi, lại nói như nhức đầu quá sao không làm nó. Cứ tự nhiên hơn. Còn mình nói mà ép mình quá thì nói không có được. Không, tại vì nhiều người cứ nói là Alex đang làm mà tại sao Hằng ra Hằng nói chuyện sùm thì làm sao Alex nó làm được. Nhưng mà thực sự mình không bỏ phim Alex lên không thì mọi chỉ cần 2 ngày thôi là mọi người hỏi Alex sao rồi, không quay Alex. Mà khi quay ra quay Alex, không lẽ tôi cứ cầm cái máy tôi quay nó như vậy rồi quay nó lên quay là sao? Không có gì hết. Tại vì nó không có nói chuyện. Chứ khi ra hả tôi không nói có tả được cái nó muốn cái gì thích cái gì. Hay nghe tôi giả bộ là tôi gợi chuyện, tôi hỏi tầm bậy tầm bạ, tôi hỏi tứ lung tung, mà có khi nó còn không trả lời nữa, rồi có khi thì nó trả lời đó thì mới có cho mọi người coi mà biết nó nói chuyện như thế nào. Chứ bây giờ tôi nói trời ơi, nếu mà tôi đi qua tôi cầm cái máy mà tôi chỉ quay nó ngồi nó làm thôi thì coi như là nghe nín thinh chứ đâu có nghe biết đúng không? Cho nên đúng là mình khi mình làm mấy cái này á là đúng không có mình không có vừa ý được ai hết trơn á. Mà mỗi khi mà tôi kêu Alex bằng nó hay bằng thằng là người ta chửi tôi xối xả vậy đó. Tôi nói trời ơi, hôm qua mình quay nó mình hỏi Alex Du làm cái gì mà ở trên mạng người ta thích Du, mà tới miễn mà tôi kêu Du bằng mày một tiếng là người ta chửi tôi xối xả vậy. Thằng nhỏ hơn Alex á, thằng tôi thấy thằng kêu bằng mày rồi vậy kỳ lắm. Mà biết mỗi cái mình mày hay nó cái là chửi xối xả. Khi mình nói Alex tôi kêu Du bằng mày vậy Du có buồn không? Nó nói không, bình thường mà. Đó. Tại vì giống như mình ở trong nhà thân rồi biết không, thì mình nói chuyện mình xưng vậy nó thân mật á. Mà cứ nói tại sao không tôn trọng Alex, kêu nó bằng mày tao kỳ lắm, kêu nó bằng nó kỳ lắm. Tôi nói trời ơi sao Du nhiều fan cuồng quá vậy, tôi chỉ cần kêu Du bằng mày hay bằng nó cái là tôi bị chửi xối xả kỳ vậy. Nó phải chơi ghét thôi, tôi nghĩ quay Du luôn rồi cho để người ta kiếm chơi. Tại vì mình ra mình quay nó mình phải chọc nó sùm vậy cái người ta nghe cái tiếng mình không à, còn mình không chọc nó không nói chuyện. Đúng rồi. Không im lắm, ít nói chuyện đó. Chính hiệp cũng biết đó, nếu mà qua không hỏi nó là, mà hỏi 5 lần 7 lần nó mới trả lời. Đúng rồi, nó cứ đầm đầm lì lì nín thinh hay là nó ngồi giường nó làm nín thinh vậy. Khi nó nằm ngủ mà nó giả thuốc, nó không có nó không muốn thích nhiều quá rồi còn cái cơn ghiền nó lên thì nó phải chạy vòng vòng nó kiếm thuốc như vậy đó. Rồi nó không có chịu nói chuyện nói gì với mình, giống như giờ nó ra giường nó làm đi đó vậy, nó làm thì làm thôi chứ mình ra mình kêu Alex Alex người khi ghéo sùm vậy là hư bắt đầu ra là hàng sùm đất lên hết trơn nè. Okay, em có đi cửa xe không? Ok thôi đi đi ở đây đã nói cho hoài. Bây giờ anh xin phép đi cửa xe cho viện cái cho ông Trừng đi gửi từng tiếng là về. Rồi thôi đi đi tiếp. Rồi cái ngày nào đi thì điện cho hay ha. Rồi nếu mà rảnh thì tôi chạy qua chia tay chia chân. Không sao. Thứ bảy rồi cũng về mà. Cũng về mà chỉ gặp em trên mạng hoài, trên YouTube nè, có hiệp family đó. Gặp hoài thì nó lâu cũng một hai cái clip thì thôi chứ không nhiều. Không mà trước khi đi em phải đãi chị bữa em mới đi được. đi ra mời anh Don nữa đi ăn uống gì. Thứ bảy mới đi được. Cũng về mà. Cứ ổn đi rồi thứ bảy tuần nào cũng về mà, đâu phải đi lên ở vài tháng mới về đâu. Phải không? Lâu lâu thứ bảy thôi. Mỗi tuần luôn chứ lâu lâu vậy phải không? Tuần nào cũng về đi học chị. Tuần nào cũng về thì kể đi. Khi nào về? Về cũng mấy đứa nhỏ. Nhưng là mấy đứa nhỏ như nó về đó thì không sao, khi nào ổn hả? Khi nào khỏe rồi hết. Thôi đi, mình còn chuẩn bị đi. Chuyện ăn uống là không có quan trọng. Việc công việc trước đi. Ok chị. Rồi Thư kìa nha. Dạ ok chị. Ồ chị đem Thư qua luôn. Cảm ơn chị. Ủa rồi Thư vẫn để đó hả? Dạ. Lâu lâu về vẫn lấy Thư mà ha. Dạ. Ok. Hôm nay mình cho mặt tặng mặt chị á. Rất là dễ thương. Cái gì? Ông nói gì hôm nay ông mới tặng mặt tôi. Ủa hồi đó giờ chưa dòm thấy mặt. Chưa có dám mặt nói chuyện thẳng. Chị xéo xéo nhìn xéo xéo. Ôi là trời, lâu nay gặp nhìn lén không nó hiểm đó mà. Nhìn TV á, nhìn TV á, ở ngoài á thì nhìn lén nhìn xéo xéo.
cũng vậy, nhìn TV cũng nhìn lén được vậy. Ồ, chứ không có nhìn thẳng, còn hôm nay là nhìn thẳng tận mặt luôn, tại không đeo khẩu trang. Trời ơi, một cái gì. Ok rồi, thôi bye bye nha. Hai người làm gì làm đi. Rồi bye bye. Rồi, ok bye. Bye bye. Rồi bye.